Khẩu trang mình mang xíu mỏng lắm. Dễ thử. Khẩu trang kia thở nổi. Xíu mà mẹ đã có lấy bột với kem không nghe ha? Hơn. Dạ. Mình có mua bột. Mấy có mua hả? Ừ. Thế là họ thử có lái không nha? Cho nãy ý là tư vấn rồi. Làm buồn anh hả? Ngồi chờ xíu anh hả? Mình lấy ghế ngồi chờ xíu.
Dạ, em chào chị ạ. Là nó ngồi được chị. Dạ, ngồi đỡ xíu.